Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Đây là bo kích của đèn VLTG mã NE290 các bác nhé. Đây là bo kích bóng của nó. Đây là mặt sau này. Đây là mặt trước này. Cái này nó có cả series để kiểm soát nhé các bác nhé, kiểm soát linh kiện. Còn đây là bóng này, cũng là của NE290 VLTG chuẩn Philips nhé các bác nhé, chính hãng Philips. Đấy, 250W. Ok, nếu mà các bác nào cần mua các cái phụ kiện bóng hay là kích hay là nguồn của VLTG beam, các cái mã của thương hiệu này thì có thể liên hệ bên Ánh Sáng hoặc bên em nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Bye bye các bác.